Xin kính chào quý vị, đây là chương trình tin tức y tế được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Tôi là bác sĩ Michael Dow, một lần nữa hân hạnh được trở lại để nói tiếp chuyện với quý vị về những chương trình, những kiến thức về y tế. Và bên cạnh tôi đây là quý vị thấy là có bác sĩ Farid, là một bác sĩ chuyên về urology, nghĩa là chuyên về nhiếp hậu tuyến, bàng quang, thận và đặc biệt là men's health, nghĩa là sức khỏe của đàn ông. Xin kính chào Dr. Farid. Thank you Dr. Dow for the introduction. I'm happy to be here. Thì kính thưa quý vị, trước khi vào cái chương trình mà kiến thức y tế thì xin cho một vài lời về Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Kính thưa quý vị, khi quý vị chọn bác sĩ Michael Dow, cũng như là khi quý vị chọn bác sĩ Michael Dow thì nhớ để ý tới địa chỉ cũng như là số phone để đừng lầm lẫn với những người bác sĩ khác. Thì quý vị có thể chọn một trong nhiều bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow để được gặp 15 provider. Quý vị nhớ chọn một bác sĩ mà có thể khám được 15 bác sĩ bất cứ lúc nào, 7 ngày một tuần. Chẳng hạn như là bác sĩ, quý vị có thể chọn bác sĩ Kim Trịnh, bác sĩ Bình Nguyễn, bác sĩ Quảng Hưng, bác sĩ Nghiêm Đạo Đại, bác sĩ Hoa Phan, vân vân, để khám tại Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Và tại Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow trong khu AMD Medical Plaza, quý vị biết là có rất nhiều dịch vụ y tế tại một chỗ. Chẳng hạn như là anh em chúng tôi có khám gia đình tổng quát, khám sức khỏe phụ nữ, khám nhi đồng thanh thiếu niên, có phòng khám chuyên khoa, và khám chuyên khoa này có tai mũi họng, có tim mạch, có tiêu hóa, bác sĩ về tiêu hóa, bác sĩ huyết học ung thư, bác sĩ nội tiết nghĩa là endocrine, chuyên nội hay nghĩa là bướu cổ, tiểu đường, bác sĩ về bàn chân, bác sĩ thận là nephrology và bác sĩ tiết niệu là urology, bác sĩ tâm thần, bác sĩ quản pain management và có physical therapy. Và kính thưa quý vị, AMD Medical Plaza có phòng khám và chẩn đoán điều trị giãn tĩnh mạch nữa, và phòng điều trị những vết thương mãn tính. Chẳng hạn như là những quý vị nào có những vết thương ở trên, ở cái mông, khi mà nằm nhiều quá quý vị có cái vết thương ở sau lưng, ở mông, hoặc là quý vị có những cái vết thương ở cái chân của mình khi bị tiểu đường rồi mà 3 tháng 6 tháng mà vẫn không lành, thì anh em chúng tôi có một cái phương thức chữa mới nhất là dùng cái embryonic membrane, là dùng cái màng của cái bào thai được FDA approved để đắp vào chữa những cái vết thương mãn tính, là 90% sẽ lành hoàn toàn lại. Và tại AMD Medical Plaza cũng có phòng quang tuyến, có chụp X-ray, siêu âm, CT scan và MRI, đặc biệt là có cái Breastlink, là trung tâm truy tầm ung thư ngực với phương pháp chụp hình ngực cho phụ nữ 3 chiều là 3D. Và đặc biệt là những phụ nữ này đến có quyền chọn một cái đặc biệt nữa là chọn là cái phim của mình được đọc bằng AI. Tức là quý vị biết sau khi mà chụp hình ngực xong, một người bác sĩ quang tuyến sẽ đọc cái hình, cái phim đó. Sometimes đôi khi quý vị biết á, một người bác sĩ đọc cũng có thể một cái mistake nhỏ nhỏ. Nhưng mà rồi bây giờ nếu mà quý vị có thể chọn lựa Mac á, là tôi muốn đọc bằng AI, là đọc bằng Artificial Intelligence, thì nó bằng như là 11 người bác sĩ đọc cái phim của mình. Và kính thưa quý vị, tại AMD Medical Plaza cũng có phòng nha khoa, phòng nhãn khoa, Procare Pharmacy với tất cả những loại thuốc, dụng cụ tiểu đường và dụng cụ y khoa, giao thuốc tận nhà miễn phí, có tất cả những loại vaccine mà quý vị cần thiết, và đặc biệt có viện thẩm mỹ đẹp, làm đẹp từ A to Z, từ Botox, filler, tim trắng, những cái máy laser, và có thể làm những cái giải phẫu từ mắt, mũi, làm ngực lớn, ngực nhỏ, thâm mỹ thất. Đặc biệt là viện thẩm mỹ đẹp đang có chương trình khuyến mãi promotion là nâng ngực lớn bằng cái memory gel, là một cái sản phẩm túi ngực tốt nhất từ công ty Mentor ở tại Hoa Kỳ, với giá chỉ có 5.950 đồng mà thôi. Mọi thắc mắc quý vị cứ gọi lại Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Và tại AMD Medical Plaza cũng có một cái khu nghiên cứu gọi là thuốc cho những cái, quý vị biết những cái công ty lớn ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, thì một thuốc trước khi ra phải có được FDA approved, thì anh em chúng tôi làm những cái nghiên cứu đó cho những cái thuốc trước khi ra thị trường. Mọi thắc mắc về chương trình nghiên cứu cũng cứ đến Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow, hoặc là gọi điện thoại là 714-899-2000 để được biết những cái chi tiết thêm về những cái quảng cáo vừa qua. Thêm một lần nữa, tôi rất hân hạnh welcome Dr. Farid, là bác sĩ chuyên môn về urology,
đến để tiếp chuyện với anh chúng ta về những đề tài về men health, là những cái bệnh của người đàn ông. Welcome Dr. Farid, please tell the audience about yourself and your education. Thank you, Dr. Dao, and thank you for having me. My name is Khal Farid. I'm a urologist. I did my training at UT Southwestern, Dallas, Texas, and then I worked at the Cleveland Clinic in Ohio, and I moved to California three and a half years ago, and I started my practice in Orange County. And I see patients at my office on Warner and Euclid and at the AMD, the Dow Medical Group, once a month. I have a fair amount of Vietnamese patients in the community, and I'm happy to provide urological and men's health to the community. Vâng, thì để dịch cho quý vị là bác sĩ Farid là có một văn phòng tư nhân ở Fountain Valley, nhưng đồng thời cũng đến Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dao để khám bệnh tại đó để cho những bệnh nhân của Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dao AMD Medical Plaza. Quý vị biết có nhiều bệnh nhân lớn tuổi bị nhiễm hội tuyến hay về cái đường tiểu, không có những cái phương tiện chuyên chở hoặc đi đến văn phòng tư nhân của bác sĩ Farid thì có thể đến Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dao, nhưng bạn khẩn cấp thì quý vị có thể đi thẳng tới văn phòng tư nhân của bác sĩ Farid. Thì kính thưa quý vị, hôm nay mình sẽ hỏi bác sĩ Farid về những đề tài đặc biệt. Dr. Farid, can we talk about prostate today? Of course. Okay, so how do we diagnosis, or what are the symptoms, or how the treatment for prostate condition? Nhiễm hội tuyến, quý vị. The prostate is a gland present in men, and it produces the semen, the fluid that transports and nourishes the sperms, and it starts to grow in men as they age. So by age 40, 45, 50, men start to notice urinary symptoms relating to the enlargement of the prostate, which constricts the urine channel that runs through it. And it consists of frequent urination, slowing of the urinary stream, getting up at night multiple times, or having urinary infections or bladder stones. Kính thưa quý vị, để thông dịch lại cho quý vị là khi một người cái prostate, cái nhiễm hội tuyến là một cái bộ phận của người đàn ông, thì of course khi mà những người đàn ông mà khi mình lớn tuổi bắt đầu bắt đầu những thập niên bắt đầu 40 trở lên là thường thường hay có những cái triệu chứng đi tiểu nhiều, đi có problem đi tiểu lặt vặt, đi tiểu nhắt gắt, rồi đi tiểu xón, hoặc là đi tiểu đêm. Usually all men will have the problem, prostate problem, because that's part of the men, men's aging. Unfortunately, all men will have to deal with prostate problem at one point to a degree or another of their lives. Obviously, there are individual variabilities and variations of when it will catch up with them. Thì quý vị biết tất cả đàn ông trong cuộc đời sẽ bị problem, sẽ có chuyện có problem với lại có những cái triệu chứng về cái bệnh gọi là nhiễm hội tuyến. Thì có thể có nhiều người là bị trẻ hơn, có người nhiều người lớn tuổi hơn mới bị, thì đó là tùy theo mỗi cái cá nhân của mình. So when a man gets symptoms, what do they do? They start to have frequency, nocturia, and then what do they should do first? So at first the symptoms wax and wane. Sometimes the symptoms get worse and then they get better on their own. Right. And that's what the patients would get around the problem with dietary changes or lifestyle modifications, adjust their fluid intake. And sometimes they would go on homeopathic or over-the-counter prostate health supplements, and sometimes it helps. Tức là trước khi nhất, quý vị biết khi người đàn ông họ có những cái triệu chứng, những người nhiều người họ có thể họ mình phải thay đổi cuộc sống của mình, là mình bớt uống nước đi, mình uống nước theo cái cách khác, rồi mình ăn uống, rồi nhiều người đó là như bác sĩ Farid đó là họ nhiều khi họ vô lên họ dùng những cái herbal medicine, đó là quý vị biết là nhiều người họ quảng cáo trên TV, rất nhiều TV là cái thuốc supplement là những cái dược thảo nó giúp cho nhiễm hội tuyến của đàn ông chẳng hạn, thì hiện đa số những đàn ông hay thử cái đó trước rồi họ mới đến gặp bác sĩ. And when they see a doctor, what do they expect the doctor to do? So most commonly, the first treatment would be started by their primary care physician or any physicians for that matter. And usually they start them on one of the common prostate medications that relax the prostate and help improve the urine flow. And oftentimes that helps them with their symptoms and controls the problem.
But before starting medication, do we have to do any testing, anything? Usually, it depends on the patient's symptoms and how long it's been. Ruling out urinary infection by a simple urine test, evaluating a baseline prostate health marker by a blood test, and sometimes a renal ultrasound. But not all of these tests are indicated for everyone at the same time. It depends on the patient background and age and presentation or the exact set of symptoms they're having. Depend cái tuổi tác, depend cái triệu chứng của người bệnh nhân thì có thể bác sĩ Farid hoặc là những bác sĩ gia đình thử cho quý vị, nhất là hàng thử nước tiểu, make sure mình không bị nhiễm trùng đường tiểu. Khi mà quý vị đến mà complain nói là ô tôi đi tiểu nhiều, đi tiểu đêm, đi lạc vặt, thì thử nước tiểu, có thể thử nhiếp hội tuyến, là thử cái máu và nhiếp hội tuyến, hoặc là có thể làm siêu âm, và đồng thời, and we forget mention about the digital exam. So part of the evaluation for men when they come with urinary symptoms, and most commonly it's related to enlarging prostate, we like to evaluate their symptoms with a questionnaire to give it a number. We monitor the progress or lack thereof, and we evaluate the prostate with a digital exam to rule out any irregularities or lumps or bumps, and a rough estimate of their prostate size. The blood test complements the prostate health baseline evaluation. Thì quý vị biết là khi mà quý vị đến gặp người bác sĩ, họ đồng thời bên cạnh những cái thử nước tiểu, thử máu, siêu âm, người bác sĩ thường thường gọi là khám bằng cái ngón tay để mà chuẩn bị cho quý vị biết, để quý vị đừng có ngạc nhiên. Những người đàn ông đến hạn để là lấy ngón tay, họ sẽ thử qua hậu môn của mình, họ check cái nhíp hậu tuyến qua hậu môn của mình. Thì quý vị biết là đó những người bác sĩ họ khám. Thành ra khi mà người đàn ông mà đến mà ủa tại sao bác sĩ khám hậu môn của tôi chẳng hạn, mà mình đi tiểu, tôi complain đến complain đâu, đi tiểu nhiều, đi tiểu đêm mà tại sao gì không? Thì đó là part, một cái phần của cái khám bệnh khi mà quý vị đến gặp người bác sĩ gia đình, cũng như hay gặp bác sĩ chuyên môn, bác sĩ Farid. And once we diagnosis, we give him some medicine, right? Thì như bác sĩ earlier, right, we mentioned that we give some very simple medicine. So the purpose of those tests is to rule out complications. Right. And if there are no complications, then it becomes a quality of life problem, meaning the patient decides when and how much to treat. If there are no complications, the patient is happy. As I mentioned, sometimes we don't give medications or consider procedures. Right. But if they do, we offer those medications to them, and we reevaluate them at several weeks to see if their symptoms improved and they're happier. Kính thưa quý vị, mà sau khi mà khám bệnh thử trong những cái nước tiểu này nọ, khám bằng ngón tay xong thì người bác sĩ make sure là không có bị nhiễm trùng đường tiểu là cái quan trọng nhất. Khi mà không có nhiễm trùng đường tiểu mà nghĩ là liên quan tới bệnh prostate thì bác sĩ có thể cho một cái thuốc để mà làm cho mình cái triệu chứng mình bớt đi, làm cho cái cuộc sống, cái quality of life, tức là cái cuộc sống của mình nó tốt lại hơn, nó dễ chịu hơn, chứ không phải đi tiểu ban đêm, rồi không phải đi tiểu tất nhắc cả ngày chẳng hạn. And sau khi uống một thời gian thì of course quay lại gặp bác sĩ để mà bác sĩ khám lại cho mình, coi mình có triệu chứng có bớt hay không. And then after the medication, and if the man still have symptoms or symptom persists, with one medication, do we add on another medication? So there are generally three categories of medications that help address the urinary symptoms. One category is prostate relaxers. Right. The other category is prostate shrinkers. They affect, they shrink the size. Mm-hmm. And the third category is bladder calmer medications. They help control the bladder, the symptoms of bladder irritation and going to the bathroom frequently. And we can add one or more medicine from each category. And once the patient is on one of each category medicine, then that's the maximum medications they can be on. Right. And the next step will be to evaluate them for a procedure. Kính thưa quý vị, là khi thuốc thì có nhiều loại thuốc. Có loại thuốc làm cho cái nhíp hậu tuyến nó nhỏ hơn, có loại nhiều loại thuốc nó làm cho cái nhíp hậu tuyến nó relax lại, hoặc là cho cái bụng đái, cái bladder. Thì uống thuốc of course một thứ không bớt thì có thể một hai hoặc ba thứ, sau khi ba thứ là maximum là không còn nữa. After they maximize the medicine, then what do we do next? We evaluate the prostate configuration and precise size and condition of the bladder muscle. And those three parameters determine if the patient would benefit from a prostate procedure or no, and if so, which procedure or procedures are ideal for their prostate size, configuration, and condition of the bladder muscle.
thì sau khi mà quý vị uống thuốc, người đàn ông uống thuốc mà không có hết triệu chứng chẳng hạn, quý vị biết là rồi thì đó người bác sĩ chuyên môn thường đa số family doctor we refer patient to, hay là we gửi bệnh nhân tới bác sĩ chuyên môn, thì bác sĩ chuyên môn thường thường sẽ bắt đầu cái sẽ đi quyết định cái bọng đái của cái vị này, cái sức cái heo cái bọng đái này, cái nhiễm hội tuyến này nó lớn nó nhỏ, nhiễm hội tuyến mình nó lớn nó nhỏ, nó có bướu nó có lâm hay không, có nó vui cho nó hay không, rồi cái cơ của cái bọng đái nó mạnh hay không, thì từ đó thì người bác sĩ mới quyết định là nên làm cái procedure nào, làm cái phương thức nào. Thì what are the procedure that we do normally? Generally, we look through the urinary channel and the bladder with a camera, right, which is a simple test, and and some patients have a local numbing medicine or sedation, and ultrasound probe through the bottom to evaluate the prostate size, and we do a simple flow test that tells us how strong the urine flow, and a simple bladder ultrasound of their bladder emptying. Tức là bác sĩ chuyên môn, bác sĩ chuyên môn là bác sĩ Farid á, sẽ thứ nhất phải soi nội soi trong bọng đái của mình, họ dùng cái máy hình họ đi qua cái đường tiểu đi vô trong bọng đái, trong thời gian đó họ coi cái phù tuyến mình như thế nào, sau đó là dùng cái một cái máy khác họ coi cái độ flow, là cái dòng nước tiểu mình nó mạnh cỡ nào, và sau đó họ dùng cái siêu âm, họ xuyên qua từ cái hậu môn xuyên qua, họ làm cái siêu âm để coi cái size, cái bự, cái nhiễm hội tuyến mình nó bự, nó bị có bướu hay không. Thì sau khi làm ba cái đó thì mình sẽ quyết định là làm cái gì. And after the three procedure, I mean three tests, what do we do next? I sit with the patient and explore the options that they have based on those three parameters, prostate size, configuration, and the strength or condition of their bladder muscle. And there are procedures, of course, that they are not going to be candidates for. The ones they are candidates for, I explain it to them based on the pros, cons, possible potential side effects, durability, retreatment rates, and we make a shared decision making about the one they prefer the most. Sau khi ba cái test đó, quý vị biết là test là soi bằng máy hình, bằng cái dòng mạnh của nước tiểu, và sau khi cái ultrasound qua cái hậu môn, thì tùy người, có người có thể được cái nghề qualify, có người có thể được cái làm được cái này, có người làm cái khác, tùy theo cái kết quả của ba cái test đó, thì bác sĩ Farid sẽ ngồi xuống nói chuyện với quý vị để cho mình những cái option làm cái gì, rồi cho tùy cái gọi là mỗi tùy hợp với lại một cái người cá nhân đó. And if they need to have surgery or they have any procedure, what procedure are we talking about? I break it down to the patients in terms of two categories. The first category is the minimally invasive in-office walk-in, walk-out procedures, and usually they are simple, in and out, not surgical, and they have minimal, if any, side effects, but their durability is not as much as the surgical options, which require anesthesia. They're done in the operating room, and typically they're effective immediately, and they last longer. And quý vị biết là hai cái cách chữa là một cách là phẫu thuật, mà cái phẫu thuật nhẹ nhàng thôi, không có cần phải chụp thuốc mê, làm tại văn phòng. Một ngày, hai ngày hôm sau là có thể khỏe khoắn. Và một cái kia là phẫu thuật, là cần phải vô phòng mổ và gây mê để làm. Thì quý vị biết, of course, khi mà làm cái nhẹ thì cái nó sẽ không có bằng khi mà nó mình làm cái mổ phẫu thuật lớn. Do đó quý vị biết là tùy theo cái người bệnh nhân, cái đối tượng bệnh nặng, bệnh nhẹ, hay cái người bệnh nhân là có những cái bệnh nền là bệnh gì nữa, thì tùy theo đó mình quyết định cái phương thức chữa. And after procedure, what do they expect? Do they expect any the recovery time, or expect any problem after procedures? Every procedure is unique in terms of recovery and expectations, right, and potential side effect profile. But we talk to them once they choose or they narrow down their preference. Right. We explain to them the recovery process. Some procedures require catheter or bladder rest or drainage for a few days, and some don't. As some procedures, the patient expect improvement in the urinary symptoms and the flow rather quickly. Others, they take a few to several weeks to notice a difference.
thì cái vị tùy theo cái phẫu thuật. Nếu mà mình có thể, of course, người đàn ông sau khi có phẫu thuật rồi á, làm cái procedure rồi, làm cái phương thức đó rồi, có thể bị chảy máu, rồi có phải bỏ trong cái gọi là cái catheter, bỏ một cái ống vô cái đường dẫn tiểu từ vô trong bụng đái để nó drain cái nước tiểu ra, có thể một ngày hai ngày. Rồi những cái người, có một số người họ cảm thấy là triệu chứng bớt liền trong một hai ngày, có một số người mà bị nặng thì cái triệu chứng có thể cảm thấy, mình cảm giác là nó sẽ release, nó cảm đỡ hơn á, thấy triệu chứng nó tốt hơn, nó đỡ hơn, có thể một tuần hai tuần sau. Đó là những cái lời mà bác sĩ Farid nói về cái sau khi cái phẫu thuật. Usually after that they recover in completely. They're back to normal in about a week or 2 weeks, depend. Usually back to normal is 3 months, and that's from all prostate studies that were done on medications, okay, or procedures or surgeries. Okay. 3 months is the universal first milestone at which we evaluate the success, okay, including the parameters with the symptom scores, the right, flow rates, and the bladder emptying. Okay. Thì quý vị, of course, sau khi mổ xẻ, cái triệu chứng mình có thể cảm thấy đỡ hơn trong một tuần, hai tuần hoặc vài ngày. Nhưng mà thường thường như bác sĩ Farid nói là hoàn toàn phục hồi hết thì khoảng chừng 3 tháng. Đó là theo tất cả những cái thống kê hay là những nghiên cứu mà các bác sĩ nhiếp hồi tuyến họ cho thấy là 3 tháng sau mới hoàn toàn bình phục theo sau khi một cái mổ của nhiếp hồi tuyến hay là những cái phẫu thuật của nhiếp hồi tuyến. Thì anything else we miss on the prostate? I think we covered it. All right. Yeah. That's great. And kính thưa quý vị, một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã xem chương trình kiến thức y tế được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Macau. Và thành thật xin cảm ơn, thanks you Dr. Farid for being here to talk about prostate men health. Thank you for having me. Và xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới.